tế thì bọn ngựa cũng bị rất là nhiều loài khác săn và làm thịt. Trong trường hợp này là kỳ nhông. Con kỳ nhông này mới phê lá đu đủ hay sao nhỉ? Sao sao nó lại thế kia? Thế là kẻ tổn thương lại làm tổn thương kẻ khác, ăn sống. Đúng là một pha cân kèo ngoạn mục. Không chỉ kỳ nhông